Tôi tên là Mai Ngọc Minh, đến từ Hà Nội. Tôi tên Vũ Mỹ Ngân, đến từ Quảng Ninh. Tôi tên Đặng Vân Ly, đến từ Hải Dương. Tôi tên là Nguyễn Thị Minh Trang, đến từ Bắc Ninh. Tôi tên là Nguyễn Khánh Ly, tôi đến từ Phú Thọ. Tôi tên Đỗ Thị Hà, đến từ Thanh Hóa. Tôi tên là Đặng Phương Nhung, đến từ Tuyên Quang. Tôi tên là Lê Nguyễn Trà My, đến từ Hà Nội. Tôi tên là Nguyễn Văn Anh, đến từ Thái Bình. Tôi tên là Vũ Quỳnh Trang, đến từ Hà Nội. Tôi tên là Nguyễn Tú Uyên, đến từ Quảng Ninh. Tôi tên là Nguyễn Võ Phương Thúy, đến từ Hải Dương. Tôi tên là Ngô Thị Thu Hương, đến từ Bình Dương. Tôi tên là Doãn Hải My, đến từ Hà Nội. Tôi tên là Phạm Thị Ngọc Ánh, đến từ Hà Nam. Tôi tên là Nguyễn Hà My, đến từ Phú Thọ. Tôi tên là Nguyễn Thị Hoài Thương, tôi đến từ Nghệ An. Tôi tên là Ngô Thị Hương Lan, đến từ Cần Thơ. Tôi tên là Nguyễn Thùy Trang, đến từ Ninh Bình. Tôi tên là Võ Thị Nhi, đến từ Thừa Thiên Huế. Tôi tên Ngô Thị Diệu Ngân, đến từ Nghệ An. Tôi tên là Lê Lan Chi, đến từ Hà Nội. Tôi tên Nguyễn Huỳnh Diệu Linh, đến từ Hải Phòng. Tôi tên Hoàng Tú Quỳnh, đến từ Hà Nội. Tôi tên là Hoàng Thúy Anh, đến từ Hà Nội. Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Phương, đến từ Bắc Ninh. Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Thủy, đến từ Hải Phòng. Tôi tên là Phạm Thị Thùy Dương, đến từ Nam Định. Tôi tên là Nguyễn Thảo Vi, đến từ Hòa Bình. Cứ ngây ngô dài khờ, cứ là người mộng mơ, cứ đi một nơi mãi mê dòng trời. Đừng băn khoăn nghi ngờ. Có ai không sai lầm, chắc cuộc đời buồn lắm. Sống đam mê đi, khát khao hơn đi, sợ gì đời hoang phí. Cuộc sống vốn ngắn chỉ còn một lần, làm sao để không phải ân hận. Tất cả sẽ trôi qua vội vàng, chỉ còn tình người lại mãi. Sống vui hơn thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này sẽ chẳng đáng tiếc hơn. Trao người ta hạnh phúc để người ta cho mình nụ cười. Tuổi trẻ này là cô gái đẹp đang cười từ tươi ở tuổi đôi mươi. Đôi khi cũng có đôi lần mình mệt mỏi nà, vẫn cười và nói rồi mình sẽ khỏi mà. Miễn là còn niềm tin thì ngọn lửa vẫn còn nổi lên. Cuộc sống đời này thật tốt để thấy được hai thiên thần ở mỗi bên. Sai lầm chắc cuộc đời buồn lắm, sống đam mê đi khát khao hơn đi, sợ gì đời hoang phí. Cuộc sống muốn ngắn chỉ có một lần, làm sao để không phải ân hận. Tất cả sẽ trôi qua vội vàng, chỉ còn tình người lại mãi. Xuân xuân hôm nay đi, lắng nghe lòng mình đi. Dẫu ai chơi bài tránh ta khờ dại, thì ta cũng chẳng ngại tuổi thanh xuân trôi mau. Cảm ơn nhóm Unify và vũ đoàn sắc màu của các thí sinh đã có màn trình diễn hết sức ấn tượng. Vâng, lúc này đây, các thí sinh của vòng bán kết toàn quốc Họ Việt Nam 2020 đã trở lại với những trang phục áo tắm. Và chúng tôi có một thông báo quan trọng gửi tới tất cả quý vị cũng như các thí sinh. Để thử vòng thi áo tắm này, chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt và chia tay dần với một số thí sinh. Có thể nói là đối với quý vị khán giả, chúng ta sẽ cảm thấy sự tiếc nuối. Còn đối với các thí sinh, đây sẽ là một thách thức và cũng là động lực để tất cả các bạn cố gắng tỏa sáng từng khoảnh khắc trên sân khấu. Và có lẽ để cổ vũ tinh thần cho các thí sinh, không gì quan trọng hơn, đó chính là những tràng pháo tay thật lớn từ phía các khán giả. Xin mời quý vị tiếp tục đi ạ, những tràng pháo tay thật lớn nữa cho những nhan sắc xuất sắc nhất trong vòng bán kết ngày hôm nay của Hoa hậu Việt Nam 2020. Xin được cảm ơn quý vị. Và đây chính là thời khắc vô cùng quan trọng. Trên sân khấu lúc này đây là 59 thí sinh xuất sắc đã lọt vào vòng bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy nhiên thì chỉ có 40 cô gái xuất sắc nhất có thể lọt vào vòng chung kết toàn quốc. Trên tay của Đức Bảo lúc này là phong bì có kết quả của 40 thí sinh sẽ đi tiếp trong đêm nay, trong đêm bán kết ngày hôm nay. Khi chúng tôi gọi tên và số báo danh, xin mời các thí sinh sẽ bước lên phía trước. Gương mặt nào sẽ đi tiếp trong đêm nay đây? Xin được chúc mừng số báo danh 135 Nguyễn Thị Trân Châu.
40 là Nguyễn Lê Phương Thảo. Số bát danh 116. Xin được chúc mừng thí sinh Hoàng Tú Quỳnh mang số báo danh 1419. Là thí sinh số báo danh 237 Nguyễn Khánh Ly.
80 và xin cảm ơn những thí sinh còn lại rất nhiều. Các bạn đã đóng góp không nhỏ vào sự thành công của cuộc thi và chúng tôi mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ cuộc thi cũng như là các thí sinh đã lọt vào vòng tiếp theo. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng đến với phần thi áo tắm của top 40 vòng bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy cùng xem rằng những cô gái này đã chuẩn bị những gì cho vòng thi này nhé. The sound needed renovation. Đối với phần thi của em thì em cũng cảm thấy bản thân tự tin rất là nhiều khi mà khoác trên mình những bộ thiết kế của các nhà thiết kế nổi tiếng. Cho dù là tụi mình phải chụp tới 2 bộ áo dài và bikini, nhưng mà tinh thần của tất cả các bạn và cũng như tất cả các anh chị thành viên trong ban tổ chức đều không hề mỏi mệt và đều rất là nhiệt huyết. Và số đo hình thể 765889. Xin được chào đón thí sinh tiếp theo, Nguyễn Thị Trân Châu mang số báo danh 135. Cô cao 1m68, nặng 47 cân và có số đo vào vòng 79, 58 và 88. Xin chào đón thí sinh Nông Thúy Hằng, số báo danh 005. Cô cao 1m68 và nặng 51 kg. Số đo 816591. Xin được chào đón thí sinh mang số báo danh 335, Nguyễn Hà My. Cô cao 1m64, nặng 46 kg và có số đo 3 vòng lần lượt là 75, 61 và 88. Bây giờ là thí sinh Nguyễn Thảo Vi, số báo danh 462. Thảo Vi cao 1m66, cân nặng 45 kg với số đo hình thể 78, 62 và 84. Bảo Nghi mang số báo danh 069. Bảo Nghi cao 1m69, cân nặng 55 kg và có số đo 3 vòng 82, 66 và 95. Thí sinh Nguyễn Lê Phương Thảo, số báo danh 116. Phương Thảo có chiều cao 1m70, cân nặng 51 kg, số đo 3 vòng 76, 61 và 90. Hoàng Tú Quỳnh mang số báo danh 419, cô cao 1m67, nặng 50 kg và có số đo 3 vòng 85, 58 và 90. Xin được chào đón thí sinh Huỳnh Nguyễn Mai Phương, số báo danh 093, cô cao 1m69, nặng 51 kg, số đo 75, 62 và 90. Chào đón thí sinh Nguyễn Võ Phương Thúy mang
mang số báo danh 295, cô cao 1m69, nặng 52kg và có số đo 3 vòng 78, 64 và 92. Xin chào đón thí sinh Nguyễn Thị Bích Thùy, số báo danh 182, cô cao 1m73, nặng 53kg với số đo 79, 66 và 92. Chào đón thí sinh Võ Lê Quế Anh mang số báo danh 057. Quế Anh cao 1m73, nặng 47kg và có số đo 3 vòng 78, 62 và 89. Bây giờ là thí sinh Vũ Quỳnh Trang, số báo danh 278. Quỳnh Trang cao 1m70, nặng 52kg với số đo hình thể 79, 60 và 89. Số báo danh 322, Ngọc Ánh cao 1m70, nặng 52kg và có số đo 3 vòng 77, 59 và 91. Trình diễn trong trang phục Bikini Passport là thí sinh Trần Hoàng Ái Nhi, số báo danh 175. Cô cao 1m71, cân nặng 48kg và có số đo 86, 60, 90. Xin được chào đón thí sinh mang số báo danh 169, Lê Ngọc Trang. Ngọc Trang cao 1m73, nặng 52kg và có số đo 3 vòng 79, 62 và 91. Chào đón thí sinh Lê Trúc Linh, số báo danh 077, cô cao 1m73, cân nặng 48kg và số đo 81, 63, 88. Xin được chào đón thí sinh mang số báo danh 245, Đỗ Thị Hà. Hà cao 1m72, 55kg và có số đo 3 vòng 80, 63, 89. Thí sinh Lê Thị Tường Vi, số báo danh 151. Tường Vi cao 1m76, nặng 55kg. Số đo 86, 65 và 92. Chào đón thí sinh Đoàn Tường Linh mang số báo danh 165. Tường Linh cao 1m78, nặng 56kg và có số đo 3 vòng 84, 63 và 92. Mang số báo danh 345, thí sinh Nguyễn Thị Hoài Thương. Cô cao 1m70, nặng 51kg và số đo 78, 66, 88. Chào đón thí sinh mang số báo danh 408, Nguyễn Huỳnh Diệu Linh, cô cao 1m67, nặng 55kg và có số đo 3 vòng 85, 62 và 90. Xin chào đón thí sinh Bùi Thị Thanh Nhàn, số báo danh 052, cô cao 1m69. Cân nặng 48kg và số đo 76, 62, 88. Thí sinh Nguyễn Khánh Ly mang số báo danh 237. Cô cao 1m68, nặng 49kg và có số đo 3 vòng 80, 62 và 88. Thí sinh mang số báo danh 138, Đậu Hải Minh Anh. Cô cao 1m70, cân nặng 56kg. Số đo 80, 61, 90.
số báo danh 445 Nguyễn Thị Thanh Thủy. Cô cao 1m67, nặng 53kg và có số đo 3 vòng 826193. Thí sinh mang số báo danh 142 Lê Thị Phương Đoàn. Phương Đoàn cao 1m70, cân nặng 50kg, số đo 816191. Mang số báo danh 088 thí sinh Hoàng Bảo Trâm. Bảo Trâm cao 1m71, nặng 49kg và có số đo 3 vòng lần lượt là 77, 60 và 93. Thí sinh mang số báo danh 068 Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Cô cao 1m73, cân nặng 53kg với số đo 816192. Xin được chào đón thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Đan, mang số báo danh 171. Cô cao 1m72, nặng 54kg và có số đo 3 vòng 836492. Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 018 Võ Ngọc Hồng Đào. Cô cao 1m73, cân nặng 55kg với số đo 766395. Mang số báo danh 305 thí sinh Ngô Thị Thu Hương. Cô cao 1m72, nặng 51kg và có số đo 3 vòng 866187. Và bây giờ là thí sinh Hồng Lisa Nie Cao, số báo danh 008. Cô cao 1m74, nặng 50kg với số đo 765995. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Phương mang số báo danh 433. Cô cao 1m73, nặng 51kg và có số đo 3 vòng 82, 62 và 90. Chào đón thí sinh Nguyễn Thị Phượng, số báo danh 026, cô cao 1m73, cân nặng 53kg và số đo 846090. Thí sinh Phạm Thị Phương Quỳnh mang số báo danh 146, cô cao 1m74, nặng 54kg và có số đo 3 vòng lần lượt là 78, 63 và 94. Hãy cùng chào đón thí sinh Đặng Vân Ly, số báo danh 228, cô cao 1m76, cân nặng 57kg với số đo 85, 65 và 95. Số báo danh 045 thí sinh Phạm Ngọc Phương Anh. Cô cao 1m77, nặng 51kg và có số đo 3 vòng 82, 61 và 90. Thí sinh tiếp theo Vũ Mỹ Ngân, số báo danh 225. Cô cao 1m81, cân nặng 59kg với số đo 796794. Và thí sinh cuối cùng trong top 40 ngày hôm nay, thí sinh mang số báo danh 025 Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Cô cao 1m84, nặng 60kg và có số đo 3 vòng 87, 67, 96. Top 40 của chúng ta vừa hoàn thành xuất sắc phần thi áo tắm, những sải chất tự tin trong trang phục bikini passport và trang sức Lovisa và những thần thái